Dạ con xin chào cô chú, chào cả nhà. Một ngày mới con xin kính chúc cô chú và cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Các bé nhỏ này lớn rồi cô chú ơi. Khoảng thứ ba tuần sau là mẹ tới ngày mấy em chích ngừa rồi cô chú. Mẹ con đã cho sử dụng 4-5 ngày nay rồi. Tới ngày thứ ba là đủ ngày để chích ngừa cho các em mũi đầu tiên. Dạ bé này là cũng bệnh đó cô chú, cũng tiêu chả với lại cũng buồn nên là mẹ con nhốt riêng để theo dõi em. Một con nó bị cari là bây giờ nó bị nhiễm á, thì sao nó bị nhiễm tết nó bị cari rồi đó, bây giờ thì sao ta? Tết bị ở chân hả? Bị một con à, nhưng mà cái sợ sợ ở chung với nhau là nó bị con nào mất rồi. Chết rồi. Bây giờ á mình như gì là mình chích năng đề kháng nó lên một cái rồi coi nó qua hay không. Bây giờ em nó chưa có biết ăn, nó chưa biết bú, nó tự liếm nó chưa luôn. Nguyên cái bài này ở đâu gì? Bài này là cứu xa lắm, đi tới 130 cây số là. Bây giờ mình chích là năng sức đề kháng nó lên này cho nó chống qua một cái nè. Đó mình theo dõi ngày mai rồi bắt đầu mình làm tiếp. Cứ gì mình chích cho nó vài ngày mình cho nó mà nó năng sức đề kháng nó lên đó. Trời ơi. Có người rồi gì không ta? Có người gì được không ta? Dạ. Nó có người gì được không? Đâu, bây giờ này đâu có người, con này hình như là con bú luôn nè. Còn bú á. Mấy đứa này còn bú hết á. Có tiêu chảy. Tiêu chảy. Ý là nó thì nó bú sữa là nó phải đi sạch sạch thế thôi chứ nó làm sao đi cái đặc nữa. Không... con vàng à đúng rồi. Chút xíu mình có thể là mình mắt nó đũa ghèn hết nha. Rồi sáng chị nhỏ thuốc ở nhà đỡ nè. À, cái gì là cái con đen nữa mình gửi hả? Nghe con cái ghê nữa hả? Bây giờ mình chỉ nhưng là mấy con này là chưa có bị cái gì đó. Bây giờ mình chỉ là mình những con này bây giờ mình là làm là chó mẹ bệnh. Con chó mẹ nó bệnh nó chết. Nghe là kể cho con chó mẹ nó bệnh nó chết, nghe người ta kể là thôi. Là người ta kêu tụi bay tới chết. Chết thì con bé đó nó uống nước sau nó gặp đầu vô trong cái thau nước nó chết. Nhưng mà theo như chị nghĩ là chắc con chó mẹ nó cũng bị bệnh nên thử mấy con nó cũng bị nhiễm. Nó bị nhiễm đúng rồi. Mà chị đem về chị không biết, chị cứ tưởng đâu là con chó mẹ bình thường. Con này chị cứu về người ta cho uống sữa gì ta? Chị cho bú sữa 35.000 bịch 30 á. 30.000 bịch. À cái đó được. Tính là mà chị không biết chị lấy ba cái sữa người vô uống là tiêu luôn. Không, chị cho bú sữa đó không à. Con này yếu nè. Không, con nó bú nhiều lắm, không có yếu. Con này yếu rồi đó. Con này bú yếu. Sáng nay mất một bé. Con đó yếu rồi đó. Không, nó uống nhiều lắm. Dạ, nó ngủ á, nó buồn ngủ á chứ nó uống nhiều lắm. Nó yếu là nó không bú. Bây giờ con này say sự sạn đang yếu nè. Đứa nào? Hồi sáng thì nó mạnh. Con này nè, này không bú nè. Từ chưa giống. Nó yếu từ từ. Yếu từ từ hả? Nó dính là dính nguyên bầy mà. Mấy con này còn ăn bú mạnh mà nè, bây giờ biết sao? Hồi sáng mắt rồi nó ghèn dữ lắm á, chị nhỏ thuốc giờ để lao chị. Rồi những con này bây giờ mình chỉ là mình chích năng đề kháng nó lên thôi. Ở đây đâu có lưu trường mấy chó này hả đây? Dạ lưu cũng được nhưng mà bây giờ nó tình trạng lưu rồi là ai cho bú em cho bú à? Thì cái đó là phải nếu em lưu thì em phải chỉ tới từ sau vậy. Nhưng mà lưu mấy con này là hơi bị mệt luôn. Dĩ nhiên đúng rồi. Một ngày là bao uống chập. Bao bú bao uống chập đúng rồi. Gì không chạy nè. Giờ sao ta? Đổ gì đâu? Tao chị mới cho bú chứ, mới cho bú hồi nãy mà. Nhưng mà cái dòng này là mình cho bú một ngày bật là 3 4 chập. Bật re á, nó lại bú mất á. Bốn chút bú à. Cho chưa, cho bú miết. Nó ra mẹ kỹ không thở là luôn ghê chứ. Thì con này là trước tiên bây giờ là mình phải nâng đề kháng nó lên rồi đó. Đúng rồi, giờ em làm nâng cái đề kháng cho, à, cho mấy bé nó lên đó đã. Nó lên đi, coi con nào nó vượt qua nổi thì nó vượt. Chứ đâu đã dính một con rồi. Còn nó yếu đó em. Sốt con ta cũng không biết nữa. Mắt nha. Vàng à đúng không? Vàng mà con mắt đục luôn rồi nè.
đục là sao anh, nó sẽ bị gì? Nó bệnh, đang bệnh đó, mắt nó đục luôn rồi đó. Chứ đâu phải như mắt như người ta, như những con kẻ là con này mắt đen à, đục luôn. Con nó yếu rồi. Yếu rồi, con này là yếu rồi. Con này hai con luôn hay gì rồi, là hai con luôn rồi. Mắt cái nhát hết rồi. Sợ ông này đứng luôn không? Không đứng luôn. À, thả ra chết thì uống hoài với ông. Thôi vậy. Đúng rồi. Thì rửa vậy mới vừa bốn. Mới vừa cho bốn xong mới đi. Đói như rửa vậy với ông. Tội nghiệp quá hơi nhỏ ráng lên con. Trời ơi trời. Trời ơi chọn đu lên cho một đường kìa mẹ. Thả thôi thả em ra chứ. Mấy con vậy? Một. Năm con. Ôi thôi thôi được tàu thì mới uống nhàm cho nên lại uống nữa rồi con. Nhắc luôn à. Dạ trong các bé có một bé đang trạng thái đang yếu dần của chúng. Đây là bé này đây. Đang yếu dần đây. Mắt của em đã chuyển qua hơi lục đục rồi chú ơi. Kìa thèm vú rồi trời ơi món. Dạ bé này là bị bật khô không nghe chú gì vậy? Sao hả? Bé này bị bật khô mà ói dĩa ra máu rồi chú, xong rồi đã điều trị được 7 ngày hết là chuẩn bị về đúng không? Bữa nay đã hết bệnh rồi chuẩn bị về. Một bữa là bé đen ở đây nhiều quá, giờ cũng có mấy bé bữa còn lại giờ về hết rồi. Có bé đen là không may mắn. Bé đen. Bé đen nhà mình đó, bị hai bà yếu nhất phải tách riêng ra theo dõi. Trời ơi, tối bà cái đó khói đó. Đói, đói á, để cái đó để dành lót cho nó. Bỏ luôn đi cái giỏ, thì cái giỏ nó để đi cái tao bữa thì cái khách về. Bỏ vô đó luôn. Không ạ, ở đây nha con. Có nhiều bé bị mà đề được chữa trị về. Mình lấy cái dạ con với mẹ đã đi bệnh viện về rồi và đã thương lượng gửi chuồng lại cho em. Dạ lúc đầu là bác sĩ cũng không có muốn đồng ý đâu chú, cũng dạng lưỡng lự lắm tại vì cái em còn quá là nhỏ, muốn từ chối thì cũng cực quá mà chú cũng không ai cho muốn á. Nhưng mà cũng ráng, mẹ con cũng ráng năn nỉ không, người ta cũng chịu là 80.000 một bé, là năm bé là 400.000 một ngày chú. Giờ gửi cho mấy em, bác sĩ hiện tại là sẽ chích đề kháng, tăng cường sức đề kháng cho chúng em chứ không đụng những cái thuốc khác của chú, chỉ đúng tăng sức đề kháng thôi để cho em vượt qua, rồi từ từ ta sẽ chăm sóc từ từ chứ không có chích dội những cái thuốc khác vô, thuốc là mạnh sợ mấy em yếu dần đi. Tụ tập đông đủ rồi chú, mới đi vệ sinh muội, cái tỷ mới đi vô vệ sinh. Ok, muội nay không hải lết mấy tỷ, còn mấy ly đi hơi phơi nắng ở ngoài, mẹ con đang canh nè chú. Mấy công chúa hoàng tử giờ chắc cũng ngủ hết rồi chú ơi, ngủ hết rồi. Mình xuống đây cho cô chú xem. Nó cũng ngủ hết rồi. Anh chưa ngủ hả con? Chưa ngủ hả? Còn nghe con quá à, ráng nha, ráng hết bệnh nha, được chưa? Dạ, con mới dọn vệ sinh cho các em. Ở ngoài karaoke nên hơi ồn tí xíu nên cô chú thông cảm cho con. Mấy cái nhà mèo á, tới hôm nay con sẽ đem gom đi giặt thôi chú. Gom đi giặt. Bé các bé chơi sao mà gãy hết cái phần kia rồi cô chú, gãy luôn rồi. Ở trong đây là cái miếng gỗ vụn, nó gãy luôn rồi, không có nói lại được nữa. Rồi, ta đang vệ sinh lông, sạch quá, ở sạch quá cô chú. Ủa, cô Ly trốn chỗ rồi chú à. Cô Ly ngủ chỗ rồi đó. Cô chú thấy cô Ly chưa? Cô Ly đang ngủ ở chỗ đó, nằm như người ngủ đó cô chú.
Gọn. Mấy cái hộp mà hôm bữa con phân ra từng hộp á, giờ con để lên đây. Bé Đen, dạ em Đen thì từ hồi trưa tới giờ con thấy em nó hơi mệt mệt trong người đó cô chú. Lại em cũng nói chung là cũng thấy muốn bệnh trong người nên con nhốt riêng để cho mấy bé khỏi bị lây, với lại khỏi để cho đứa nào nó lại nó quánh Đen nó dở, giống như bé Lượm nó hay ăn hiếp bé Đen đó mọi người chú, nó hay lại đánh Đen đó. Nói chung là con nhốt riêng để cho bé Đen nó yên tĩnh đó, cho nó khỏe lại đó cô chú. Nhìn bơ bơ mắt nết. Dạ con cũng xin phép video clip tại đây, con cảm ơn cô chú cả nhà đã dành tình cảm yêu thương quan tâm đến các bé và ủng hộ gia đình con. Con sẽ cập nhật các em nhỏ thường xuyên để do cô chú theo dõi.